Chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube VNews Truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, liên quan đến nạn di cư ở vùng biên giới Ba Lan Belarus trong những ngày qua, mới đây, chính phủ Belarus thông báo đã dẹp trại di cư tại biên giới Belarus Ba Lan, giúp hạ nhiệt điểm nóng khiến căng thẳng leo thang khắp châu Âu những ngày qua. Chi tiết ra sao, mời quý vị cùng theo dõi. Cách đây vài ngày, trại di cư nêu trên còn là nơi xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình muốn phá hàng rào biên giới và lực lượng an ninh Ba Lan hiện tất cả những gì còn lại chỉ là rác thải, lều và cho tàn. Đến chiều ngày 18 tháng 11 giờ địa phương, biên giới Belarus Ba Lan không còn người di cư. Giới chức Belarus hiện vẫn chưa thông báo điểm đến tiếp theo của hàng ngàn người di cư được sơ tán khỏi biên giới. Hôm 18 tháng 11, một lượng lớn người di cư đã được các lực lượng vũ trang Belarus đưa đến một kho hàng gần biên giới của chính phủ nước này. Với anh Macho Mahadi, 35 tuổi, người trải qua 11 ngày khắc nghiệt ở trại di cư cùng với người vợ đang mang thai và con gái, kho hàng nêu trên là quá đủ để thoát khỏi cái lạnh thấu xương. Dù vậy, Mahdi khẳng định anh không muốn trở lại Iraq và muốn đưa gia đình đến Đức. Đồng hương của Mahdi là anh Aguara Abbas, 30 tuổi, cũng tuyên bố đến châu Âu bằng mọi giá. Abbas cho biết đã 8 lần cố vào Ba Lan thông qua Belarus, nhưng khi thành công, anh lại bị lực lượng an ninh Ba Lan phát hiện. Abbas là một trong hàng trăm người di cư đầu tiên được đưa lên máy bay hồi hương vào ngày 18 tháng 11. Sau khi máy bay hạ cánh tại vùng Kurdistan, phía bắc của Iraq, Abbas tuyên bố: "Từ giờ đến khi chút hơi thở cuối cùng, tôi sẽ cố gắng đến châu Âu. Tôi sẽ đến châu Âu thông qua thổ nhĩ kỳ, Iran hay bất cứ quốc gia nào khả thi." Giới lãnh đạo phương Tây khẳng định chính phủ Belarus đứng sau cuộc khủng hoảng tại biên giới Belarus-Ba Lan với lời hứa hẹn người di cư có thể dễ dàng vào Ba Lan thông qua Belarus. Theo Bộ Ngoại giao Iraq, 430 công dân nước này đã đăng ký lên máy bay hồi hương vào ngày 18 tháng 11. Tuy nhiên, đây chỉ là con số khiêm tốn so với hàng ngàn người di cư ở Belarus. Hiện không có dấu hiệu cho thấy phần lớn người di cư sẽ tự nguyện rời đi. Nhiều người vẫn hy vọng họ có thể tìm đường vào Liên minh châu Âu EU và trước mặt họ sẽ ở lại Belarus. Trước đó, Ủy ban châu Âu xác nhận sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Belarus về cách thức hồi hương những người di cư đang tìm cách vượt qua biên giới Ba Lan. Eric Mamer cho rằng Belarus cần phải cho phép tiếp cận để triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cung cấp nơi ở tạm thời cho những người di cư ở nước này. Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Liên minh châu Âu EU là Eric Mamer cho rằng Belarus cần phải cho phép tiếp cận để triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cung cấp nơi ở tạm thời cho những người di cư ở nước này. Ecz tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật với cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), tổ chức di cư quốc tế và Belarus về các hoạt động hồi hương. Động thái trên diễn ra không lâu sau khi tổng thống Belarus là Alexander Lukashenko và thủ tướng tạm quyền của Đức là Angela Merkel vừa có cuộc điện đàm, trong đó nhấn mạnh cuộc khủng hoảng người di cư phải được giải quyết giữa Belarus và EU căng thẳng giữa EU và Belarus đã leo thang trong thời gian gần đây. EU cáo buộc Minsk để cho dòng người di cư đến Belarus và vượt biên giới vào Ba Lan, cũng như các nước thành viên khác trong khối này, nhằm đáp trả việc EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Belarus liên quan tình hình chính trị tại nước này. Phía Belarus luôn bác bỏ cáo buộc này, coi đây là các cáo buộc vô căn cứ. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về những diễn biến này. Về chính hành động can thiệp của những nước này đã khiến người dân tại nhiều quốc gia phải sơ tán khỏi chiến tranh. Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 18 tháng 11 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một nhóm 100 người di cư đang tìm cách vượt biên từ Belarus trong đêm. Trên bản Twitter, bộ này khẳng định những người di cư đã ném đá vào các binh sĩ Ba Lan nhằm đánh lạc hướng giúp những người khác vượt biên cách đó vài trăm mét. Hàng nghìn người di cư, chủ yếu từ Trung Đông, đã vượt biên hoặc tìm cách vượt biên trái phép từ Belarus sang Ba Lan kể từ mùa hè vừa qua. Thương vong đã xảy ra khi lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan đụng độ với người di cư vượt biên trái phép. Tháng trước thì các nhóm người di cư từ 60 đến 70 người đã ngoan cố tìm cách vượt biên bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan. Hậu quả là hai binh lính Ba Lan đã phải nhập viện vì bị thương khi đối đầu với người di cư để ngăn chặn người di cư vượt biên trái phép, Ba Lan sau đó đã quyết định tăng số lượng binh lính triển khai tại biên giới với Belarus lên 10.000 người. Cũng liên quan tới cuộc khủng hoảng di cư Ba Lan-Belarus, Tổng cục Hàng không dân dụng Lê bang ngày 18 tháng 11 ra thông báo nêu rõ chính quyền nước này đã yêu cầu các hãng hàng không chỉ cho phép những hành khách có thị thực, quốc tịch, giấy phép cư trú tại Belarus được có mặt trên các chuyến bay tới quốc gia Đông Âu. Trước những động thái bùng phát như ném đá, chai, gỗ qua hàng rào chắn của dân di cư, lực lượng an ninh Ba Lan hôm 16 tháng 11 xịt vòi rồng về phía những người di cư ném đá ở biên giới Ba lan Belarus. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, tái khẳng định sùng hộ dành cho Ba Lan trong cuộc khủng hoảng di cư này. Theo Reuters, video được giới chức Ba Lan chia sẻ cho thấy, người di cư còn ném chai và gỗ qua rào chắn biên giới, đồng thời sử dụng gậy gọc để cố xâm nhập Ba Lan. Bài cảnh sát bị thương trong làn sóng bạo lực này. Diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng mà Liên minh châu Âu-EU khẳng định là do Belarus dàn xếp nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của EU. Khoảng 4.000 người di cư, chủ yếu từ Iraq và Afghanistan, đang chờ đợi trong tiết trời giá rét để tiến vào Ba Lan. Chúng tôi cực kỳ quan ngại về cách chính quyền Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sử dụng những người di cư dễ tổn thương để làm công cụ chống lại những quốc gia khác Súng tôi sát cánh cùng với Ba Lan và mọi đồng minh bị ảnh hưởng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định trong cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Belarus. Lithuania và Latvia cũng là các thành viên của NATO và EU như là Ba Lan, cũng ghi nhận lượng người di cư nỗ lực vượt biên trái phép tăng đột biến kể từ hè này. Ít nhất 8 người di cư đã thiệt mạng tại biên giới trong đợt khủng hoảng này, trong đó có một người đàn ông Syria 19 tuổi nạn nhân được chôn ở làng Bohoniki của Ba Lan vào ngày 16 tháng 11 vừa qua. Quan hệ Belarus-EU xấu đi từ năm ngoái vì nghi vấn gian lận bầu cử sau khi Tổng thống Lukashenko, người nắm quyền từ năm 1994, giành chiến thắng. EU hôm 15 tháng 11 nhất trí áp lệnh trừng phạt bổ sung lên Belarus để nhắm mục tiêu các hãng hàng không, công ty lữ hành và mọi cá nhân liên quan đến điều họ khẳng định là chiến dịch khuyến khích người di cư đổ về biên giới. EU và NATO cũng đã kêu gọi Nga thuyết phục Tổng thống Lukashenko chấm dứt khủng hoảng. Phương Tây còn cảnh báo Điện Kremlin về điều NATO mô tả là hoạt động tập trung lực lượng vũ trang quy mô lớn và bất thường gần biên giới Ukraine. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các hành động của phía Ba Lan là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhà lãnh đạo ngoại giao Nga cho rằng việc lực lượng an ninh Ba Lan sử dụng hơi cay, vòi rồng và súng để đàn áp những người di cư là hành động vi phạm các tiêu chuẩn của luật nhân đạo quốc tế. Trước đó, Ủy ban biên giới nhà nước của Belarus thông báo đang tiến hành cuộc điều tra về các hành động của lính biên phòng Ba Lan chống lại người di cư ở biên giới hai nước, khẳng định việc sử dụng các vũ khí chuyên dụng có tính sát thương nhằm vào những người dân không có vũ khí là hành động bạo lực không thể chấp nhận. Hôm qua, nhiều người di cư đã cố gắng phá hàng rào biên giới để vào Ba Lan, khiến xảy ra xung đột giữa lực lượng an ninh biên phòng Ba Lan và người tị nạn Khiến nhiều người bị thương. Thưa quý vị, có thể nói, căng thẳng tăng cao hôm 16 tháng 11 khi lực lượng Ba Lan dùng vòi rồng và hơi cay để đối phó với những người ném đá đã khiến cho tình hình tại đây ngày một khó kiểm soát. Nhưng mới đây, giới chức Ba Lan cho biết tình hình đã dịu xuống dù vẫn ghi nhận 161 vụ cố vượt biên trái phép. Chưa rõ những người di cư được đưa đi đâu nhưng hy vọng tình trạng này sẽ sớm được khắc phục. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại